Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về BTC, BTC và BTC Ngay bây giờ là 12h30 phút trưa Ngày 24 tháng 3 năm 2024 nhà vào luôn Mình đang nằm ở trong cái khung ngày Giá BTC là 64.280 mấy Đi lại quá khứ chút xíu Đây là sóng số 1 lớn Đây là sóng số 2 Mình đang trong cái giai đoạn tới sóng số 3 Có nghĩa là tầm 80 hoặc hơn Sau đó mình có cái sóng số 4 Và sóng số 5 thì rơi vào cái vùng khoảng 125 hoặc hơn hoặc hơn. ok thì từ 2 cho tới 3 như vậy thì mình có 5 sóng sóng xanh này 1 2 3 4 và 5 mình đang trong cái giai đoạn ngay bây giờ mình đang trong cái giai đoạn từ 3 tới 4 3 là kết thúc ở đây với con giá là 73.800 và sóng số 4 Ok thì có hai trường hợp một là đã kết thúc rồi Ok nếu nó bay một cái vèo lên luôn 2 là nó sẽ lê lết tới cái vùng này lận okay. từ 3 xuống 4 từ 3 xuống 4 thì 4 vẫn có thể dán ở đây được nha bởi vì sao tất đi tất cả mọi thứ lúc giá nó 70 mấy ngàn Ok 73 ngàn mấy mình đã cho bằng những cái chống lưng này đây là những cái chống lưng vừa rồi đã nằm trên màn hình này tuần này qua tuần nọ rồi vừa rồi con giá nó rất xuống là 60.800 thì nó rất giữa hai con giá này có nghĩa là về điểm sống thì sống số 4 vẫn có thể kết thúc ở đây và sống số 5 có thể bắt đầu rồi nhưng ngay bây giờ là mình chưa có một sự đột phá chưa có những sự đó xảy ra ok bởi vì vậy nghe bởi vì vậy thì mình nghĩ là abc nó sẽ lặp đi lặp lại thêm một lần nữa từ ba tới từ ba sóng số 3 xuống sóng số 4 nghe, thì xác suất là vừa rồi là nó à, là nó diễn ra là abc ok là nó không phải xác suất mình xin lỗi nó là abc ok từ 3 xuống 4 là a b và c nghe a b và c và mình nghĩ là lạng hoàng A, B, B C sẽ lập đi lập lại thêm một lần nữa là A, B và C Và nó vẫn rơi vào những con giá này nghe những giá này Tới khi, ngoài trừ, tới khi nó vội nó phá vỡ cái vùng đâu khoảng 69-70 mà nó bung luôn á Ok, thì mình nghĩ là sóng số 5 sẽ được diễn ra và rơi, vào vùng này Còn không có Ok, không có thì nó chỉ là A, B, C thôi A, B và C Và nó sập vẫn sập xuống cái vùng Vẫn sập xuống cái vùng này Nghe, thì mình phải đợi Nghe, lúc mà nó hồi lên lại ngay bây giờ rơi rơi vào con giá 69 70. Nó có đi luôn không? Ok nó có, lúc mà nó, nó lên tới 69 70. Lúc nó hồi đó, nó có chống được hay không? Nếu nó chống được nha, nhắc nhở lại nếu nó chống được thì sóng số 5 sẽ được xảy ra luôn. Rơi vào những con giá này. Ok. Còn nếu nếu mà nó không chống được thì có nghĩa là nó chỉ là ABC diễn ra lại thêm một lần nữa. ABC vừa rồi nè, lên xuống. Ok, xuống lên xuống thì đây nó nó sẽ rơi vào vùng này. Vừa rồi là nó cắn con giá 68 đúng không? Có thể là cái đợt cái tiếp nó xuống nó tới nó rơi tới con giá 55 năm lần. Ok, cẩn thận, cẩn thận, vẫn cẩn thận. Thì mình phải đi theo hàng giờ để mình phân tích cái này. Thì sóng số 4, sắc, sóng số 4 á, ok, có thể, vẫn có thể dán ở đây. Chứ không phải là không, sóng số 4, sóng số 4 này nè, vẫn có thể dán. Sóng số 4 này vẫn có thể dán nó ở đây, chứ không phải là không. Nhưng mà nếu ABC lập đi lập lại nữa thì nó sẽ rơi vào cái vùng này, đúng không? Và rơi vào những con giá này, những giá này chứ không ghi hết, nha. ABC lập đi lập lại thì nó sẽ rơi vào những con, con giá này lần, lần thứ lần thứ hai cái okay, bởi vì vậy mình để đây một cái dấu hỏi đây là một dấu hỏi có thể có thể là chuyện này sẽ xảy ra ok thì vô thì đây là đây là sóng số 3 số 3 lớn nè ok nhìn vô cái khung giờ thì là cái sóng số 3 số, 3 lớn ở đây là okay. cái còn cái khung giờ thôi gì hết nha từ 3 tới 4 ok từ 3 tới 4 khung ngày nè từ 3 ok từ 3 tới 4 ok khung giờ nè 4 có thể kết thúc ở đây với con số là 60.800 cũng giống như hồi nãy mình chia sẻ nó ở đây cái okay, vùng 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 này ok nhưng lạng hoàng là nếu nó sập luôn thì sóng số, số 4 sẽ được dời qua bên đây với cái khung này cái khung này nghe vẫn vậy không khác gì hết nghe không khác cái okay. nó chỉ là khu khác khung các khung, khung giờ với khung ngày thôi từ vừa rồi nó xuống từ 3 xuống 4 đúng không thì đây a b và c a b và c ok và đó là A B và C màu đỏ này A B và C này OK và mình xác suất là mình nghĩ là A B và C lặp đi lặp lại thêm một lần nữa thì đây là cái sóng xanh A này B này C này OK có nghĩa là cái cái thằng xanh này này đúng không thằng xanh này này A B và C là cái thằng xanh này chứ không gì hết ha? A B và C okay. Vừa rồi mình mới vẽ thêm vài thứ nữa nhưng nó còn rất là dễ hiểu mình sẽ giải thích nó cho bạn cái okay, giải thích cho bạn cái okay. Uh, uh, ok ok thì cái đầu tiên là xác suất là mình nghĩ là sóng b này đang được diễn ra ok có nghĩa là cái sóng b này ok và mình sẽ à, sóng b này ok gọi là mình sẽ đổi màu nó luôn đi ha à, mình sẽ đổi màu nó giống như cái màu màu không ngày luôn ok là cái khung ngày luôn đây hai màu giống nhau ok khung ngày luôn ok xác suất là mình nghĩ sóng a là kết thúc đây sóng b thì đang được diễn ra đúng không rồi sau đó là mình có cái sóng c sóng c cũng giống như đây ABC b ok giải thích rất là kỹ càng chứ kỹ càng ok thì từ a từ a đây lên b đây á ok thì nó có ba sóng ok chứ bây giờ mình tập trung vào đó thôi a à, từ a lên b nó có ba sóng là đây là sóng số, số 1 này. A này. B này. Và C đang được diễn ra. Ok, 1 2 3. Ok, ba sóng. Đây là 1 này, 2 này. 3 bạn có thể cái đếm 1 2 3 hay là bạn có thể đếm A B C cũng được. Ok, nó vậy. Chết. Thì vừa rồi như vậy là cái đầu tiên là để nhắc lại chút xíu là nó nằm trong một cái lá cờ. Thì lá cờ đó đó là cái đây là giữa hai cái vành đen này đây là cái cánh cờ và mình lúc mình nói với bạn thì nó đang nằm ở khu vực này luôn mình nói xác suất nó sẽ bay lên và nó bay lên như vậy á thì là vừa rồi nó bay lên đâu được một 800 tám đô sau đó nó hồi lại nè bạn thấy nó hồi lại okay. nó bay lên như vậy được đâu khoảng một tám nó cắn đâu được con giá là đâu từ tới 66.000. ok sau đó nó hồi lại ok thì riêng về cái lái cờ này có thể là tới đây nó xuống đây nó chỉ là retest thôi có nghĩa là nó thử lại thôi rồi tiếp tục lên tiếp tiếp tục lên tiếp ok thì nhớ là từ A cho tới B. Ok, từ A, đây là sóng 1 nè, sóng 2 nè. Sóng 3 này Đó là chỉ sóng nhỏ, sóng nhỏ của sóng xanh này thôi. Ok. Ok, <laughs> từ rồi thêm một thêm một cái nữa anh em, gọi là nó cứ 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 đi theo mình ở bạn sẽ hiểu. Ok, từ B. B là đỏ này đúng không? B nè. Từ B tới C thì nó có ba sóng. À, nó nó có năm sóng mình xin lỗi. Đây, năm sóng này. Nha, năm sóng sóng. À, từ B tới C nè, từ B tới C nè mình để cứng nhắc ở đây rồi, từ B tới C nè. Ok. Okay. Từ B cho tới C nó có năm sóng, năm sóng này, năm sóng. Ok, đây là những cái thông tin mà đã chia lan tỏa trong những cái video rồi rồi không phải là không, ở đây mình giải thích cho thêm. Thì mình vẽ thêm cho bạn. Từ B tới C nó có năm sóng là 1 sóng 1 này, sóng 2 này. Có thể là sóng 3 đang được diễn ra. Sau đó mình có sóng 4 và sóng 5. Ok, rơi vào cái vùng nào? Vùng vững vậy. Ngay cái vùng vững vậy là cái vùng là 69 70. Đây là cái vùng này. Cái okay, cái vùng này. Ok. Thì uh, A B C là sóng nhỏ của sóng từ A tới B này, B này, ok từ A tới B, ok. Và từ B cho <laughs> tới từ B tới, tới C này thì nó có năm sóng nhỏ thôi. 1 2 3 4 5 vẽ thêm cho bạn. Nó là màu đỏ luôn, mà okay, cho trong dễ hiểu. Ok, 1 2 3 4 5 nó là màu đỏ. Xác suất chuyện đó xảy ra nhiều hơn. Có nghĩa là xác suất xác suất xác suất xác suất. Ok, xác suất là chuyện đó xảy ra nhiều hơn là 1 2 3 4 5 diễn ra nhiều hơn. Ok và nó là ABC của cái sóng từ A tới B này tôi chứ không gì hết. Đúng không? cái đó là cái quan 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 tâm tới không chỉ vậy nữa vừa rồi mình xóa đi vài 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 thứ cái quan trọng nữa là cái cái này ok và mình sẽ đổi nó thành một cái màu luôn gọi là cực kỳ hấp dẫn ok màu vàng ok xin lỗi bạn đây chứ màu vàng và không chỉ vậy nữa mình vẽ thêm năm chục cái vàng nữa ok đây là cái đỉnh vừa của nó rơi vào con giá đó khoảng 66.000 Ok, vừa rồi nó nó, nó nó bung ra khỏi cái vành đen Nó bung ra con giá 65.000 Nó lên tới 66.000 Nó lên được 1.800 Ok, thì đây là cái con giá ngay bây giờ Nếu mà nó lên nằm trên con giá này Nó lên 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 nó cắn Nó đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó Đúng không? Thì có nghĩa là sóng C đang được diễn ra C, play out Sóng C đang được, được diễn ra A này, B này C đang được diễn ra thôi không gì hết Nghe. Thì để ý con giá là 66.000 66.000 Nó cắn 66.000 Có nghĩa là sóng C đang được diễn ra Chăm hết hết đúng không ok và bạn có thể thấy cân nhắc là từ b này tới c này vừa rồi mình đã nói là từ b tới c này nó có năm sóng từ b tới c này nó có năm sóng này cân nhắc rất nhiều ok thì mình xóa nó luôn đi ok mình vẽ đã vẽ cho bạn rồi ok từ b tới c nó có là 1, hai ba bốn năm ok cắn con giá 66 để xác thực 66 để xác thực ok còn cái con giá cái 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 đường chỉ đỏ này mình đổi nó màu đi Tại vì nó không quan trọng nhất là ngay bây giờ quan trọng nhất là cái con giá này Ok, 60 uh, 65999 ok có nghĩa là 66 000 Vậy thôi. Ok, 69 660 Cắn con giá này, C đang được diễn ra. Đang đang được diễn ra thôi không gì hết. Okay. Nhưng mà nếu nó sập lại, nghe nó sập lại. Nếu mà nó sập sập sập, sập, ok. Bỏ này luôn đi. Okay. Nếu mà nó sập lại luôn á, nó sập lại nhớ nhớ là đây là con, giá, là con giá là con giá là con giá quan trọng vẫn vậy. 62.300. Nó định hướng lên hoặc xuống. Vừa rồi nó ngừng ở 62.300 mà các bạn thấy Cái ngừng ở 62.300 luôn Lúc mình cho bạn ở trên đây thì nó xuống 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 nó ngừng đúng con giá này luôn Rồi nó bung lên lại đúng không Thì nếu mà cái con giá 62.300 mà nó tụt dốc nó xuống, xuống 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 Nằm dưới con giá 62.300 thì chuyện gì? Thì có nghĩa rằng á Nó là cái sóng khác Ok A Đã kết thúc ở đây B á Vừa rồi nó hồi lên tới con giá 80 mấy nè à, 68 này Cũng đã đủ rồi B kết thúc ở đây Và có nghĩa là sóng C sẽ được diễn ra sẽ được diễn ra có nghĩa là sóng số 4 không kết thúc ở đây sóng số 4 được dời quanh đây thôi gì hết có nghĩa là sóng số 4 được dời quanh đây thôi không gì hết đúng không cũng vậy <laughs> ok thì giải thích thêm một lần nữa ok thì nếu mà nó sập xuống dưới con này nè under under ok là green c màu xanh nè màu xanh c này nè sẽ bắt đầu dưới cái con giá 62.300 cân nhắc rất nhiều chỗ đúng không rất dưới có cái vành vàng này nghe rất dưới cái vành vàng là sao đây mình vẽ luôn ra cho các bạn luôn này. Rớt dưới cái vành vàng này. Đây, mình vẽ cho một mũi tên nữa luôn. Cái okay. không có còn thắc dưới rớt dưới cái vành vàng thì nó sẽ rơi vào những con giá này. Rơi vào những con giá này. Ok. Rớt dưới vành vàng. Nếu mà rớt dưới vành vàng á, về đếm sóng thì đây là sóng A này, đây là sóng B nè. Và đây là sóng C. Rơi vào những con giá này. Mà từ B á, từ B nè. Ok. Xuống C này thì nó cũng có năm sóng và đây là mình vẽ những cái sóng màu xanh này cho bạn nè sóng okay. xanh này nó cùng màu với nhau đây là ok đây là sóng số 1 này <laughs> đây đây hơi hơi khó coi đúng không ok thì mình giờ nó chút đây có thể là mình dán đây đi đây là sóng số 1 này đây là sóng số 2 này hai xanh này đây là sóng số 3 này đây là sóng số 4 này đây là sóng số 5 này cứ nghĩa là lúc mà nó nếu mà nó hồi luôn ngay bây giờ thì mình vẫn có thể đếm được năm sóng ok đây là sóng số 1 của nó đây là sóng số 2 của nó thôi rồi nó sẽ trải nghiệm cái sóng số 3 có nghĩa là nó sẽ rớt rất là mạnh bạo sau đó sóng số 4 và sóng số 5. Thì tại sao mình nghĩ là nó không có cái xác suất là cây sóng đỏ được diễn ra, sóng ABC này được diễn ra, sóng xanh này được diễn ra bởi vì sao? Ngay bây giờ nó rớt Ok, nếu mà nó chọn lựa là A ở đây, B ở đây và C C ở đây. Thì lúc mà nó rớt ngay bây giờ nó là từ 2 tới 3 mà. Từ 2 tới 3 là gì? Có nghĩa là nó rớt rất là mạnh bạo Nó phải rớt rất là mạnh bạo Ở cái vùng này từ 2 cho tới 3 Ngay bây giờ Bạn có thể thấy là nó không có Nghe Nó không có rớt mạnh bạo Nó không có một cái impulse No impulse Nó không có một sự mạnh bạo rớt xuống Nó không có một sự mạnh bạo rớt xuống ngay bây giờ Đáng lẽ nếu mà nó đã chọn lựa cái sóng C này cái okay, A kết thúc ở đây B kết thúc ở đây Và C kết thúc ở đây á thì nó phải rất rất là mạnh bạo ngay bây giờ nó không có thì bởi vậy cái suy nghĩ vẫn vậy là cái sóng đỏ này được diễn ra có nghĩa là sóng đỏ này được diễn ra có nghĩa là sóng xanh này được diễn ra có nghĩa là a b và c được diễn ra và cái sóng nhỏ này là cái sóng mình mới cộng thêm cho bạn để theo cho nó dễ dàng hơn và cái con giá quan trọng là 66 mươi sáu ngàn cắn con giá đó là mình biết là sóng c được diễn ra có nghĩa là sóng lớn được diễn ra có nghĩa là a b b được diễn ra ab đang được diễn ra ok À, ở đây gọi là vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn đây cái vùng này là để ý cái cái đường chỉ đèn này đúng không đột phá đột phá thì nó cũng có một số đột phá đâu tới một nghìn tám đô xóa luôn ok đã diễn ra ok à, b đây, đây vừa rồi nó nói là nếu mà nó nó đột phá ở cái vùng này nó cắn con giá 65 mươi đúng không 65 mươi là sóng b này đã kết thúc và nghĩa là sóng c này bắt đầu nhưng vừa rồi nó lên như vậy rồi nó xuống lại ok thì cẩn thận mình vẫn dán đó ok vẫn dán nó thì cái con giá này vẫn là cái con giá quan trọng Ok và hôm, hôm qua là mình Ok Đây là một con giá quan trọng 65 ngàn Vẫn vậy nha. Yeah. Ok Lên lại 65 Lên lại con này Chủ yếu là con giá 66 này Là sống xe được diễn ra Bây giờ là con giá là 66 <laughs> mình, giải, mình giải thích nó rất là chi tiết Ok Nhớ là Cho những người nào Mới nhảy vô thị trường là Gọi cho nhân viên Ok Nhắn tin cho nhân viên Chứ ở đây không ai bắt, phổ, à, để bắt điện thoại đó Nhắn tin cho nhân viên Lấy 5-10 tập vừa rồi Cái nó vô não bộ Để mình có thể thắng, cuộc, thắng được cuộc chơi Nha yeah. Nhớ là những cái những cái thứ mình chia sẻ đó à, mình đã làm công việc khó rồi ok mình đã tóm tắt nó rất là dễ dàng cho hiểu dễ hiểu rồi ok nhưng mà để bạn đi kịp rất là nhiều kiến thức được lan tỏa với những cái video vừa rồi nghe coi những video vừa rồi thực tập bởi vì sao sau khi bạn rõ ràng bạn coi một ngày hai ngày ba ngày là ngoài mình mới bạn mới quá mới mẻ nhảy vào thị trường thì bạn không hiểu nhưng sau một thời gian mình chắc chắn là bạn có thể chút đơn chút đơn chút đơn chút đơn cũng bao nhiêu giống như bao nhiêu anh em cũng giống như có những người uh, giống như anh uh, anh anh hòa ngày hôm nay đây là những cái 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 cái, cái chúng 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 của anh ok và bao nhiêu người chúng như vậy cái okay, bạn uh, giúp mình chừng nào bằng chúng đăng lên đây giúp mình nghe nó nằm trên đây rõ ràng một đứa biết là nó nằm đâu nó nằm đây ok tiên academy nó nằm lấy cái tên của thằng cu này, này dán nó đây tất cả mọi thứ mình làm cho bạn đều được đăng lên trên đây lên đây kiểm tra nếu mà lúc mình nói mình đang làm một cái video thì mình đang làm cho bạn thì nó được đăng lên đây luôn giống như là tín hiệu bc sẽ được gửi qua sau hai sau hai phút nè cho sau 10 phút này Tất cả mọi thứ mình làm cho bạn đều được đăng lên trên đây, lên đây, lên đây để biết. ok Thì xác suất là vẫn vậy, A, B, C đang được diễn ra. Có nghĩa là nó từ sóng 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 nhỏ của cái sóng A này với cái sóng B này thôi diễn. Ok. Bởi vì ở đây nếu mà nó nó có một sự đột phá mạnh bạo thì mình mình suy nghĩ là cái sóng C này. Ok, sóng C này và nó sẽ rơi vào những con giá này đúng không rồi những giá này nhưng chuyện đó không xảy ra ngay bây giờ bởi vậy thì nó chỉ có xác suất là lên nó vừa rồi nó lên đúng không nó retest xuống lại cái đường chỉ đen rồi bây giờ nó bung xác suất đó là cao nhưng để xác thực là 66 ngàn lên xác suất cao cao hơn lên à, lên nhường xuống ngay bây giờ lên nhường xuống ngay bây giờ xác suất cao hơn vậy thôi ok ngoài trừ nó cắn dưới con giá 62 62 ok à, ok hồi nãy thì 5 à, nằm trên 62 A B Và có thể là C được diễn ra ok Tới khúc này Thì mình mới biết được nó bung luôn hay không Nghe nó lên luôn hay không Lên luôn 80 luôn hay không Còn có là nó sập lại Lúc nó hồi lại nó Cái cái vùng hồi lại mới quan trọng khác okay. Thì nó là vậy Sống số 4 này vẫn có thể kết thúc ở đây Nghe sống số 4 này vẫn có thể kết thúc ở đây Bởi vì đây là cái chống lưng của nó Vừa rồi nó rơi xuống con giá là 66.000 60.800 Ok uh, ok xác suất là A, B và C đang được diễn ra C đang được diễn ra thôi hết nha Ok Cắn con giá 66 ngàn Đây 66 ngàn Để xác thật C đang được diễn ra Gọi là mình đi lại rất là kỹ càng Nếu mà sập luôn ngay bây giờ Cặp sập dưới con giá 66, 62 ngàn Có nghĩa là sóng xanh này A này Đã kết thúc ở đây B đã kết thúc ở đây và cái sóng C này đã kết thúc là sẽ sẽ bắt đầu diễn ra sóng và đây mình cộng thêm năm cái sóng nhỏ cho bạn cho mình biết là <laughs> nếu mà nó sập thì như thế nào chỗ này nó phải có một sự mạnh liệt bay bổng xuống nghe bởi vì nó là gì nó là sóng số 2 xuống sóng số 3 ok ngay bây giờ không có ok uh, ok ok đây nó thiếu nó nó không có một sự đột phá nên nếu nó có một sự đột phá thì đây là cái sóng C được diễn ra này sống C này, đó, à, sống C này, cái okay, sống C được diễn ra đáng đây, ok, ok, nó nó không có một sự đột phá ngay bây giờ, nếu mà nó có sự đột phá, import, nếu mà nó có một sự đột phá đúng không, thì C, green này, green là cái màu xanh này, green C, play, ok, và đây là mình đổi cái màu luôn thành màu xanh này luôn khỏi, khỏi thắc mắc, đúng không? Nếu mà nó có một sự đột gọi là đột phá sập đổ ở đây, okay. Ok, đột phá là impulse Thì cứ cái, 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 màu xanh này, green C Nó đang xảy ra, green C này đang xảy ra này Màu xanh này, màu xanh này Ok, Để nhắc nhở rất là chi tiết luôn Không không có cái gì thắc mắc ở đây Ok Vậy thôi, xác suất là vẫn vậy B, kết thúc ở đây C đang được diễn ra BC là sóng nhỏ của sóng, sóng xanh này Ok, A, B, thử à, B. Ok ok ờ, Mình giải thích nó quá chi, chi tiết Ok ok Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn Nằm trên 62.3 Lên 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 Rất dưới 62.3 Thì cái sóng sen được diễn ra Vậy thôi Mình có thể nói như vậy thôi Nhưng mà Mình phân tích nó thêm Để cho anh em có thể đi theo và áp dụng những cái kiến thức này Vô những cái đồng khác nữa Vân 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 vâng. Ok Sau khi bạn coi nó một thời gian dài bạn sẽ hiểu nó sẽ thấm vô trong máu bạn ok và bạn sẽ chốt đơn chốt 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 ok vậy thôi cho những người nào chốt Nha, trong cái tuần vừa rồi nhớ đăng lên trên đây giúp mình nha đăng lên trên đây giúp mình ok vậy thôi xin chào mọi người cảm ơn cảm ơn và cảm ơn